Khách mời của Gõ Cửa ngày mới sáng nay là Nguyễn Đình Nam, đại diện nhóm nghiên cứu thiết bị hẹn giờ tự động bật tắt theo giờ của mặt trời. Với việc nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm năng lượng này thì nhóm tác giả đã vinh dự được trao giải thưởng trong cuộc thi Ngày Sáng tạo Việt Nam 2011. Sau hơn một năm nghiên cứu, nhóm bạn trẻ này đã hoàn thành việc chế tạo thiết bị hẹn giờ tự động bật tắt theo giờ của mặt trời. Theo Nguyễn Đình Nam, điểm khó khăn nhất khi nghiên cứu thiết bị này đó là phải áp dụng phương pháp tính toán theo thiên văn để thiết bị có thể tự động bật tắt theo đúng giờ mặt trời mọc và mặt trời lặn ở đường chân trời. Thiết bị của nhóm bạn trẻ này đã được Ban giám khảo cuộc thi Ngày Sáng tạo Việt Nam 2011 đánh giá cao về ý tưởng sáng tạo so với thiết bị phổ biến hiện nay, đó là tự động bật tắt theo giờ cố định. Xin chào Nguyễn Đình Nam, xin chúc mừng các bạn với giải thưởng Ngày Sáng tạo Việt Nam 2011 mà các bạn vừa được trao tặng. Và chúng tôi muốn hỏi xem là hiện nay thì đã có rất là nhiều những cái thiết bị tự động bật tắt giờ ấy, được hẹn giờ cố định rồi. Nhưng mà tại sao các bạn lại nghiên cứu một cái thiết bị đó là thiết bị tự động bật tắt theo giờ của mặt trời nhỉ? Qua báo chí, ví dụ như báo Thanh Niên, Lao Động rất là nhiều lần phản ánh người dân nói rằng họ quan sát thấy khi mặt trời vẫn còn chưa lặn mà các cái đèn đường đã đồng loạt bật sáng, thường là vào các giờ cố định như 5:30 hoặc 6 giờ chiều. Thì qua những cái đấy và kết hợp với các kiến thức thiên văn học của đội ngũ nghiên cứu thì chúng tôi đã đưa ra một cái đề xuất là cải tiến, không phải là bật tắt vào giờ cố định theo giờ định sẵn mà dựa vào các tính toán thiên văn học xác định cái thời điểm mặt trời đến đường chân trời, tức là mặt trời lặn thì sẽ bật sáng và khi nào mặt trời mọc thì sẽ tắt đi. Nguyên lý hoạt động của cái thiết bị này nó là như thế nào mà có thể làm được điều đấy nhỉ? Có một con chip trung tâm điều khiển tất cả các hoạt động, ngoài ra nó có thể 8 cụm độc lập bật tắt theo các cái chương trình khác nhau do tùy theo nhu cầu điều khiển. Ví dụ như là có những nhu cầu là họ muốn bật trước khi mặt trời lặn khoảng 15 phút cho an toàn, nó cũng khác thì tiết kiệm đặt ở chế độ cao nhất thì đúng lúc mặt trời lặn thì mới bật lên. Ngoài tính năng là một thiết bị tự động có thể bật tắt được, còn thiết bị này có thể điều khiển được qua một chiếc điện thoại và qua tin nhắn, đó là như thế nào nhỉ? Trong những trường hợp bất khả kháng, ví dụ trời mưa bão đặc biệt, dông đến sớm trước khi mặt trời lặn nhưng mà dông đến mây dày đặc, cũng có thể là chưa có thể có nhu cầu là phải bật đèn trước thông thường khoảng 15 phút chẳng hạn, thì lúc đấy cái thiết bị này cho phép là gửi tin nhắn đến để giải quyết trong những trường hợp ngoại lệ. Khi mà nghiên cứu thành công cái thiết bị này thì các bạn đã tiến hành là thử nghiệm ở một địa điểm nào đó và có những cái lần thử nghiệm thì nó có một cái ấn tượng như nào đối với các bạn nhỉ? Khách hàng họ rất là thú vị cho khi thấy có thể điều khiển từ xa qua tin nhắn và họ đua nhau bật tắt liên tục cái thiết bị. Nên nói và đến nỗi nhân viên kỹ thuật phải vào can ngăn là nếu mà làm nhiều có thể sẽ dẫn đến giảm tuổi thọ. Hiện nay thì cái việc mà ứng dụng cái thiết bị này trong đời sống thì nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Hiện nay nó quy định là 6 giờ là bắt đầu bật đèn. Nhưng mà thực tế thì trong đa số thời gian thì 6 giờ trời chưa tối. Ví dụ mùa hè ta có thể quan sát thấy rõ ràng là 7 giờ thì vẫn còn ánh sáng mặt trời vẫn đủ để các phương tiện giao thông đi lại thuận tiện. Nhưng mà mặt trời đèn đường thì đã bật lên từ khá sớm, dẫn đến là lãng phí một cái lượng điện năng khổng lồ. Theo tính toán khoa học của chúng tôi đã gửi lên trong đề xuất của World Bank thì nếu mà ứng dụng trên diện rộng thì nó có thể tiết kiệm được cho Việt Nam tối thiểu khoảng 10,5 triệu đô mỗi năm cho chiếu sáng công cộng. Với cả một thiết bị mới được nghiên cứu thành công như thế này thì việc ứng dụng thử nghiệm thì chắc chắn là sẽ còn nhiều khó khăn. Và cái điều mong muốn của các bạn trẻ như các bạn sau khi đã nghiên cứu thành công thiết bị này cho đến giờ phút này đó là như thế nào? Cái trăn trở khó khăn lớn nhất của tôi là được cái sự ủng hộ của lãnh đạo các ngành liên quan như chiếu sáng công cộng hoặc là EVN để có thể đưa vào áp dụng cái thiết bị này để tăng tính hiệu quả hơn so với cả các cái thiết bị hẹn giờ đang áp dụng trên thị trường. Xin cảm ơn Nguyễn Đình Nam đã tham gia chương mục Gõ Cửa ngày mới sáng nay của chúng tôi.
Tôi đang có mặt ở một ngã tư ở một con đường lớn ở Hà Nội và phía sau tôi là một chiếc đèn LED, quý vị có thể thấy. Người ta gọi đây là một chiếc đèn LED thông minh bởi vì nó có khả năng cảm ứng và tự bật tắt theo ánh sáng của mặt trời. Bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều mùa hè và ánh nắng thì vẫn chưa tắt. Tuy nhiên người ta gọi nó là thông minh bởi vì nó còn có một tính năng khác, đó là nghe theo những hiệu lệnh từ những tin nhắn và theo ý muốn của người muốn sử dụng. Và chúng ta sẽ thử xem là trong trường hợp này thì chiếc đèn này sẽ tự bật tắt theo tin nhắn như thế nào. Sau khi được yêu cầu, anh Tuấn, người đã lắp thiết bị thông minh này cho hệ thống đèn LED của công ty anh, ngay lập tức nhắn tin theo một cú pháp có sẵn. Và chỉ chưa đầy 10 giây, đèn LED bật sáng. Ngoài việc tiện lợi trong điều khiển, thiết bị tắt bật tự động thông minh còn giúp doanh nghiệp của anh Tuấn tiết kiệm đến 60% lượng điện năng tiêu thụ, tuổi thọ sử dụng đèn vì thế cũng được nâng lên. Bật và tắt theo chế độ ánh sáng mặt trời, tức là khi mà ánh sáng mặt trời khuất thì cái đèn này nó tự động nó bật lên. Và cái tiện ích thứ hai đó là nó sử dụng theo ý muốn của mình bằng việc nhắn SMS qua điện thoại. Ở bất kỳ nơi đâu mình chỉ nhắn SMS thì cái máy này nó tự động nó bật lên. Hiệu quả đấy là rất tiết kiệm cho công ty của chúng tôi về năng lượng điện và tiện ích cho xã hội, là với một cái màn hình lớn, cái đèn lớn như thế này thì chiếu sáng cho cả một cái đường phố.